Xin chào tất cả mọi người nhé. Ở dưới tay mình đây là một chiếc Soli Alpha A714 vừa mới ra được mấy tháng, bán rất chạy từ khi ra. Đây là lần lô thứ 3 Soli cung cấp về cho các đại lý bán lẻ. Thì đây là chiếc máy rất là hot, rất là được nhiều anh em tin dùng về tính năng và chất lượng cũng như là độ bền bỉ. Với giá thành thì nó rất phù hợp với anh em làm nghề kiếm tiền, chụp ảnh cưới, chụp ảnh mẫu, chụp ảnh kiến trúc cao cấp đấy. Với chế độ quay 4K thì nó là một trong những chiếc máy only one để bây giờ anh em lựa chọn giữa việc có một chiếc máy ảnh vừa dùng để chụp hình vừa dùng để quay tốt đó. Chụp ảnh thì với 33 megapixel thì chúng ta in phóng thoải mái, và đặc biệt hơn nữa là Soli ảnh đã rất nét rồi, nên là cái việc mà chúng ta in phóng cỡ lớn nó sẽ tốt hơn nhiều. Chụp thể thao thì có thể cũng hơi đuối đuối một tí nhưng mà cũng ok, với khung hình 10 hình trên giây, tốc độ tối đa là 8000, ISO mở rộng lên đến 204.800 cơ đó. Thì đi kèm với chiếc Soli A7 Mark 4 này thì nó có pin và sạc sẵn ở trong đây. Đây là một chiếc Soli A7 Mark 4 lưu siêu hàng chính hãng, đầy đủ thuế phát của được phân phối bởi Soli Việt Nam nhé. Thì có tặng kèm một thẻ 64GB đó. Thẻ 64GB 270. Chiếc này vừa ra mắt rất là hot, mua đến đâu ra đến đâu là bán hết đến đấy. Thì hiện tại em đang review chiếc này xong rồi cũng bán lốt thôi. Đó, giá hiện tại bây giờ đang là 59 triệu tặng thẻ 64GB. Đó. Các bác có nhu cầu thì liên hệ cho em. Gọi theo số điện thoại ở trên video hoặc nhắn tin fanpage cho em Lê Kiểm Camera thì em sẽ báo giá tốt nhất ở trong cái thời gian mà các bác muốn dinh em nó về ạ. Video của em cũng xin kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bác.